sự cố giao thông xảy ra 4 giờ sáng nay trên xa lộ Hà Nội, đoạn qua địa bàn phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xe container mang kiểm soát 51J36434 kéo theo thùng container loại 40 feet, lưu thông trên xa lộ Hà Nội, hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi phương tiện di chuyển đến đoạn gần khu vực khu du lịch Suối Tiên thì xảy ra va chạm với dầm cầu vượt đường bộ thuộc dự án cải tạo nút giao thông Đại học Quốc gia. Vụ va chạm khiến dầm bê tông rơi trúng thùng container, may mắn không gây thương vong về người. Tại hiện trường, thùng xe container bị hư hỏng nặng, dầm cầu bê tông đổ sập chắn ngang đường nên khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc. Thanh dầm cầu bộ hành đè bẹp thùng container nhưng may mắn không có thương vong về người. Ông Nguyễn Thanh Nam, giám đốc dự án xa lộ Hà Nội thuộc CE, cho biết dự án cầu bộ hành đang thi công. 1 giờ sáng nay, công nhân vừa hoàn thành lắp xong hai nhịp dầm lên với cầu bộ hành. Đến 4 giờ sáng, xe này chạy qua loa vào khiến dầm bị rớt một nhịp dầm, ông Nam thông tin. Ông cũng cho biết, theo thiết kế tỉnh không cầu bộ hành cao 4,75m và đồng bộ theo quy chuẩn với các cầu trên tuyến. Khả năng thùng container thiết kế vượt quy chuẩn hoặc thùng container rỗng nên quá trình di chuyển nhanh bị nảy lên gây va chạm. Hiện công an đang điều tra làm rõ xe có vượt quá khổ quá tải hay không để xác định nguyên nhân, ông Nam cho biết. Dầm cầu đi bộ của dự án cải tạo nút giao thông Đại học Quốc gia để xóa ùn tắc cửa ngõ phía đông Sài Gòn.